19 năm qua. Sau khi học xong lớp y tá thôn bản, anh không thể nào nhớ được bao nhiêu lần anh đến với ngôi nhà này làm nhiệm vụ của người cán bộ y tế gần dân. Quản lý địa bàn rộng, thuộc vùng sâu, vùng xa, dân cư phân bố không đồng đều. Trên 300 hộ dân của thôn 5, xã Tân Lâm, trong đó 80% dân số là dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Với trình độ dân trí thấp, còn nhiều phong tục mê tín dị đoan là những khó khăn đòi hỏi nhân viên y tế thôn 5 Cà Bét phải vượt qua. Từ cái ngày mình vào cái công tác là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thì đến hôm nay thì nói chung là cái dịch bệnh mà có thể nói là ít xảy ra cái dịch lớn, lẻ tẻ, ví dụ nói chung là bệnh cảm cúm rồi cái bệnh đơn giản như vậy là mà bây giờ nó đẩy lùi, stress thì không còn nữa. Dường như có 1-2 ca trong cách đây 2 năm, nhưng mà cái phần đó là mình nghĩ là mình đã có một cái tâm huyết đưa đi vào chỗ đó mà tuyên truyền cho bà con, mình rất là vui. Để đưa nhiệm vụ trọng tâm của trạm y tế và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đến người dân đạt hiệu quả cao, hàng tháng anh Cà Bét luôn tham gia công tác giao ban với trạm y tế xã Tân Lâm và trung tâm y tế huyện Di Linh để đánh giá kết quả đạt được và những công tác còn tồn tại hạn chế để đưa ra các biện pháp cụ thể cho từng hoạt động tuyên truyền, vận động người dân cùng thực hiện. Mặt khác, bằng uy tín của người cán bộ thôn lâu năm, nắm rõ địa bàn, anh Cà Bét luôn biết cách tiếp cận từng gia đình để tuyên truyền thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại thôn, vận động nhân dân thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa gia đình, sơ cứu ban đầu và chăm sóc các bệnh thông thường. Đồng thời, vận động hướng dẫn nhân dân nuôi trồng và sử dụng thuốc nam trong phòng và chữa một số bệnh. Chú có đến từng nhà để mà vận động mọi người tới ngày tiêm chủng, xong vệ sinh môi trường xung quanh nhà cửa, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp để mình làm theo. Ông Cà Bét là ông rất tiêu biểu về các khâu tuyên truyền vận động, vừa là y tế thôn bản, vừa là nằm trong hội chữ thập đỏ của xã. Dù nắng mưa gió là ông vẫn đi đến từng nhà, ông rất năng nổ, nhiệt tình. Với những cố gắng của nhân viên y tế thôn bản Cà Bét, thôn Nam Tân Lâm luôn hoàn thành chỉ tiêu về truyền thông, giáo dục sức khỏe. Trong đó, tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ 97%, tỷ lệ trẻ uống vitamin A đạt trên 90%. Hơn 10 năm qua, trên địa bàn thôn Nam nói riêng và xã Tân Lâm nói chung, không có vụ dịch lớn xảy ra. Bản thân anh Bét này, anh là năm nay lớn tuổi rồi, nhưng trước khi mà tham gia vào học y tế thôn bản, là anh tham gia cái đoàn thanh niên ở đây. Thì hồi đó là cái dịch sốt rét là nhiều lắm, và lúc đó là cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Thì cái đội y tế phòng dịch của chúng tôi ngoài trung tâm vào để mà xịt thuốc DDT để mà diệt muỗi, thì ảnh là người xung phong đầu tiên để tham gia vào cái đoàn xịt muỗi, xịt sốt rét, xịt muỗi để phòng trừ sốt rét. Và chính vì lẽ đó nên thử là tôi nghĩ là chắc nó nung nấu những cái tâm tư nguyện vọng để phục vụ người dân, nên sau đó là anh đã được xung phong đi học lớp y tế thôn bản 1 năm và về anh phục vụ tới ngày nay. Gắn bó với buôn làng bằng trách nhiệm của người cán bộ y tế gần dân, Cà Bét đã góp phần tạo sự bình yên cho người dân, yên tâm lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo và đẩy lùi các tập tục lạc hậu. Sự nhiệt tình của những nhân viên y tế thôn bản như anh Cà Bét đã góp phần xây dựng trạm y tế Tân Lâm thực hiện tốt bộ tiêu chí quốc gia về y tế trong thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân tại cơ sở. Hiện Lâm Đồng đã và đang triển khai đề án nâng cao chất lượng cây điều địa phương với các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cây giống đến từng hộ nông dân. Đây là những chương trình hỗ trợ thiết thực tạo nên một cú hích đẩy mạnh và phát triển cây điều thương phẩm địa phương. Và một mùa điều được mùa được giá như năm nay chính là động cơ mạnh mẽ để nông dân đầu tư phát triển loại cây trồng này.